Xin chào các bác đã quay trở lại với kênh Kiên Xe Đạp, một kênh chuyên review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Trong video ngày hôm nay em xin giới thiệu đến các bác một mẫu xe đua full khung carbon Folix. Đây là một cái mẫu xe mà được sử dụng rất nhiều ở những cái thị trường châu Âu. Đấy, một cái thương hiệu không còn xa lạ. Một trang bị cấu hình Shimano Sora. Mức giá rất là rẻ, 10,9 triệu. Trang bị một bộ khung full carbon của Shimano Sora đời cao cấp. Khung xe sơn xiếc còn rất là mới. Tay lắc Sura, phanh 3 mảnh, mảnh 700C, máy ưu đi vòng. Bây giờ em sẽ vào đo size và test chuyển động của chiếc xe để cho các bác xem. Rất nhiều bác hỏi em về cái giá bán của chiếc xe là bao nhiêu, thì các bác em đã đề ngay ở cái chỗ tiêu đề là các bác ấn mũi tên trỏ xuống vào là cái giá em đã đề đây luôn này. Còn nếu mà em không đề giá thì tức là xe đã bán. Cái thứ hai là một số bác bảo là không thấy YouTube gửi thông báo khi mà em đưa lên xem xe mới lên trên kênh ấy, thì các bác ấn cho em cái chữ đăng ký, chọn ấn chuông, chọn tất cả. Đấy, thì nó sẽ gửi tất cả các cái thông báo khi nào bên em cứ có xe nào đăng lên trên kênh thì nó sẽ gửi cho các bác vào thông điện thoại nhá. Size của chiếc xe từ tâm trục đạp đến khóa cọc yên là 47 cm. Từ khóa cọc yên đến tâm cổ phút là 52 cm. Chiếc xe này sẽ phù hợp với các bác từ khoảng 1m64-65 đến 74-75 đi là phù hợp. Xe bên em đang bán với mức giá là 10,9 triệu, bao ship toàn quốc cho tất cả các bác chuyển hết tiền. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975 709 943. Ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh ở góc phải màn hình và nút chuông để nhận được những cái thông báo mới về những chiếc xe bọn em đưa lên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video, hẹn gặp lại các bác ở những video lần sau.